Chào các em. Hôm nay anh sẽ giới thiệu với em một cái dòng con quay mới của hãng Tam Bảo. Hãng Tam Bảo là một trong những hãng lớn, cũng là đối thủ cạnh tranh của Audi và Linh Đông. Tuy là quy mô nó vẫn không 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 vẫn chưa lớn bằng Audi và Linh Đông, nhưng mà cũng là thuộc những dạng là hãng đồ chơi cao cấp của Trung Quốc ạ. Thì những con quay này là của trong một bộ phim hoạt hình năm 2018 của hãng Tam Bảo á, bộ phim anh tạm gọi là Đấu Trường Con Quay. Cái con quay này là của nhân vật chính, tên là Lưu Lưu Tinh ha. Con quay tên con quay này là anh tạm dịch là Hồng Hỏa Long, có nghĩa là con rồng lửa, con rồng lửa màu đỏ. Ta sẽ bắt đầu tiến hành mở hộp luôn cái con quay này. Thì cái hộp sản phẩm ở đây ha, đây nhân vật, đây là logo của hãng Tam Bảo ha, Tam Bảo tiếng Anh là hãng là dịch sang là Sunboy ha. Đây, con quay này là một sao, tại vì con quay này nó sẽ có rất là nhiều phiên bản ha, phiên bản đây đang là phiên bản thấp nhất. Nó sẽ có một vài phiên bản vàng, phiên bản trong suốt như thế nào ha. Ở mặt sau của hộp thì chúng ta có những giới thiệu bằng tiếng Hoa về con quay như thế nào, con quay đây cách chơi như thế nào ha. Rồi chúng ta sẽ tiến hành mở hộp luôn. Thì anh sẽ mở hộp. Trong hộp chúng ta chỉ có con quay như thế này ha. Đây là cái tay cầm ha, đây là con quay ha. Mình sẽ zoom lên cho các em xem. Con quay này có đặc điểm gì hay đặc biệt? Thì nó sẽ có hai phần ha, có một phần, có một cái phần nắp chiến đấu này, chúng ta có thể bổ sung nó khi mà con quay đang quay chiến đấu, chúng ta có thể bổ sung cái nắp này. Và một cái điểm thứ hai nữa là rất là biệt của con quay này là chúng ta nó sẽ không có thay đổi để quay. Cái tính năng mà phòng thủ hay tấn công của con quay nó sẽ phụ thuộc vào cách chúng ta kết nối cái nắp chiến đấu này nè vào. Như anh đã nói rồi thì cái đế của con quay này nó có một cái chỗ, một cái đế bằng kim loại ha, bằng kim loại đây, anh sẽ đưa lên rõ bằng kim loại đây ha, cho em xem rõ bằng kim loại. Đây là đế tùy vào những mẫu con quay thì nó sẽ là phòng thủ hoặc là cân bằng. Khi mà cái đế này nó thụt vào thì con quay nó sẽ đứng trên cái phần nhựa bao quanh này ha, thì nó sẽ chuyển thành là cái dạng tấn công. Vậy thì để cái đầu bằng kim loại này nó thụt vào để chuyển thành dạng tấn công thì nó sẽ làm bằng cách nào? Thì ở trên con quay này nó có cái chốt nè, hai cái đỉnh màu vàng này các em. Anh sẽ để gần lên cho em thấy. Đây, hai cái đỉnh màu vàng này. Khi anh bấm vào cái này ha. Bấm vào ha. Thì cái đế bằng kim loại nó đã thụt vào. Thì con quay nó sẽ quay bằng cái phần nhựa này. Phần nhựa này nó lại là bằng và diện tích tiếp xúc lớn thì nó chuyển sang dạng tấn công. Bởi vậy khi mà chúng ta đang quay mà chúng ta bổ sung cái đế này vào, khi mà nó chạm vào hai cái chốt màu vàng này thì nó sẽ rút cái đế kim loại đi, thì con quay sẽ chuyển sang dạng tấn công. Còn bình thường khi mà chúng ta chỉ quay bằng cái phần dưới của con quay này nè, không quay bằng phần nắp á, thì khi mà chúng ta đẩy cái con quay vào trong cái phần đế quay á, thì bao giờ nó cũng có một cái chốt, nó sẽ đẩy con
cái đế kim loại này ra. Thì khi mà quay bằng cái phần phần thân của con quay thì bao giờ nó cũng chỉ là dạng cân bằng hoặc là phòng thủ, không chuyển dạng tấn công. Khi chúng ta gắn cái nắp này, bổ sung cái nắp này vào thì nó mới là thuộc là dạng, nó mới chuyển sang dạng tấn công. Bây giờ anh sẽ làm thử cho các em xem. Thì cái cách lắp cái con quay vào trong cái tay cầm này rất là đơn giản ha. Ở đây có một cái nút ha, cái nút này để chúng ta bắn con quay ra khi mà chúng ta đã cảm thấy cái tốc độ nó đã đạt được theo ý muốn của chúng ta ha. Thì chúng ta bấm cái nút này vào, chúng ta gắn vào đây ha, và chúng ta bỏ nút ra và con quay nó sẽ vào, và chúng ta sẽ kéo cái dây này ha. Rồi chúng ta bấm cái nút này ra là chúng ta sẽ giải phóng con quay ha. Thì con quay này hiện cái đế nó là hơi diện tích nó hơi anh thấy cái diện tích tiếp xúc nó hơi bầu, nghĩa là nó cũng tương đối nhiều nên nó cũng thuộc dạng là nó cũng là cân bằng đó. Thì chúng ta thấy là khi mà quay bằng cái thân không á thì nó sẽ rất là cân bằng, nó đứng yên một chỗ ha. À, bây giờ thì anh sẽ tiến hành là anh sẽ chuyển sang dạng tấn công ha, còn cách thủ công anh sẽ bấm cái nút này cho cái chốt kim loại này, cái đế kim loại này nó sẽ thuộc vào trong, và anh sẽ gắn cái đế này lên luôn. À, để anh quay luôn ha. Đó. Tấn công của nó ha. Nó chạy nó đấy, nếu nếu các em nào có xem phim thì thấy là nó sẽ rất là trong phim, chạy chạy qua chạy lại. Cái bàn thi đấu này của anh thì không phải là cái dạng của nó nên nó hơi yếu. Nó sẽ chạy, có thể là sẽ không thích hợp cho đấu con quay này. Bây giờ anh sẽ thực hiện cái cách kết nối cái nắp quay này với con quay khi mà con quay đang quay ha. Là cái nắp này. Em thấy không? Thì lấy cái nắp vào thì con quay nó chuyển ngay sang dạng tấn công, nó di chuyển rất là linh động. Em coi phim thì sẽ thấy nó rất là giống trong phim. À, vậy thì cái bài giới thiệu mở hộp và giới thiệu sơ về tính năng của cái con quay. Con quay đang tạm anh đang gọi là con quay siêu chính binh này ha. Ở trong phim Đấu trường con quay thì đến đây là hết. Anh xin hẹn gặp lại các em trong những video lần sau ha. Thân ái chào tạm biệt các em.